này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với địa giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với thủy hỏa phong không thức giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của địa giới không sở hữu tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với vô minh thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao? Này thiện hiện, vì tự tánh của vô minh không sở hữu, tự tánh của hành cho đến lão tử cũng không sở hữu, đại Bồ Tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì đối với bố thí ba la mật đa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của bố thí ba la mật đa không sở hữu tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với pháp không nội thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của pháp không nội không sở hữu tự tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển